160W 100V anh em nhá. Hàng bao zin bao đẹp nhá. Đây là cái tem giấy người Nhật người ta lau nó phai từ bên Nhật nhá, 160W 100V. Cái dòng i7 i9 này thì nó đều là tem giấy. Đẹp như mới luôn. Xước xát tí thì không tránh khỏi nhưng góc cạnh cũng như là độ tinh tươm. Hàng bao zin tuyệt đối cho anh em. i7 4 sò 2 vít 160W, bao ghép loa từ bát 30 đổ lại, càng dòng filler thì càng hay luôn.